Đồ xưa Cần Đốc xin trân trọng kính chào các bác ạ. Vâng, cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ xưa Cần Đốc của chúng em. Và số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên cơ sở em là 0941 11 552 ạ. Và hôm nay là clip em sẽ quay lại tổng thể cho các bác về tất cả các sản phẩm hiện tại đang có bên cơ sở đồ xưa của chúng em, hiện tại đang cơ sở số 3. Và cơ sở em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Số điện thoại liên hệ là 0941 11 552 ạ. Và sẽ bây giờ vào clip đầu tiên em xin giới thiệu đến các bác về một cặp tủ bày đồ cặp tủ bày đồ các bác nhé, cực kỳ là đẹp luôn, với chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gõ mặt gụ mặt ạ. Một là kích thước ngang là 1m2 có nhé, sâu là 40, cao 207 cm, Osaka Singapore. Bên trong chúng ta để trưng bày đồ có nhé, với chất liệu Osaka Singapore, chất liệu gỗ gụ miền Bắc em gọi là gụ, miền Nam miền Tây thì gọi là khó mặt của mặt ạ. Trên này chúng ta để cánh mở các bác nhé, phần này sẽ là cánh mở phần đằng trước ạ, trong tôi chúng ta để trưng bày đồ. Và phần bên dưới gồm có các ngăn kéo và hai cánh chính mở ạ. Cặp này cơ sở ra đu cho các bác giá là 40 triệu một cặp các bác nhé, 20 triệu một cây, giá tại xưởng cơ sở đồ xưa chúng em. Rồi, này sẽ quay cho các bác về một số sản phẩm hiện tại đang có bên cơ sở em. Và đây trước mặt các bác đây là một bộ trường kỷ ngũ sơn hàng cỡ đại ạ. Đó, kích thước ghế đơn là 2m2 các bác nhá, cực kỳ là to luôn. Bàn là 191 và nhận rộng là 91 cm. Bộ này gồm có 3 món ạ, với chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gõ mặt của mặt ạ. Chân đục chạm đầu lân chân cá các bác nhá, hàng cực kỳ là kỹ luôn. Kết hợp với đá cẩm thạch ạ, các mặt ngồi này cũng như mặt bàn này là đá cẩm thạch tự nhiên ạ, cũng như các phần tựa chính nha. Em sẽ đi lại gần cho các bác được xem được thực tế hơn ạ. Phần tựa chính đây các bác nhé, đó kết hợp với đục chạm cũng như là cẩn ốc xà cừ cực kỳ là kỹ và dày dặn luôn. Có khung này, khung bạc 5 x 5 cm các bác nhé, cực kỳ là dày luôn, hàng cỡ đại và dày, cực kỳ dày. Đó, kết hợp với cả những ô vàng và những đường dây hoa la tây, đó những cây cúc hoa leo. Tượng chính thì đục chạm các bác nhé, đục chạm mà kết hợp với cẩn đục chạm là tứ bình ạ, những cây lục bình hoa mai và rơi. Đó, chuyện của đồ. Đó, bác nào quan tâm đến cái sản phẩm bộ trường kỷ ngũ sơn này có thể liên hệ cơ sở em, sẽ chụp hình thêm chi tiết cho các bác ạ, cùng được tham khảo qua số điện thoại Zalo. Số điện thoại của cơ sở Zalo dùng em là 0941 11 552 ạ. Bạn nào muốn chi tiết hơn thì cơ sở sẽ chụp hình thêm cho các bác ạ. Đó, bộ này gồm có 3 món, cơ sở giao lưu cho các bác giá là 145 triệu ạ, bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác nhá. Đó, hàng cực kỳ là to và dày luôn. Đây sẽ quay cho bác về mặt sau. Bộ này là cơ sở là cẩn là tứ diện luôn các bác nhá, mặt trước thì mặt sau. Đây em quay mặt sau cho các bác đây. Đó, đều được cẩn tứ diện luôn. Bạn nào cần chi tiết hơn thì cơ sở sẽ chụp hình lại cũng như là quay lại một đoạn video ngắn và sẽ gửi cho các bác qua số điện thoại Zalo. Và bác nào ở gần thì có thể đến tại cơ sở của em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Đó, giá tại xưởng cơ sở đồ xưa Cần Đốc của chúng em các bác nhé, hàng không qua trung gian nên các bác hoàn toàn yên tâm ạ. Và bên đây cơ sở cũng đang có một cặp tủ bày đồ mà theo giá của miền Tây Nam Bộ ạ. Kích thước ngang là 1m46 và sâu 45 cm, và chiều cao là 2m7, hàng cực kỳ là to luôn, cực kỳ là cao luôn các bác nhé. Chất liệu đều là gỗ gụ luôn hay còn gọi là gõ mặt của mặt ạ. Và hiện tại cơ sở đang có một cặp ạ, khung cả những ô vàng và những đợt dây neo liên chi ạ, coi như các phần cánh và sàn trong đều được cặp luôn. Đó, hôm nay em sẽ quay sơ qua cho các bác được xem được tổng thể những sản phẩm hiện tại đang có bên cơ sở số 3 của bên cơ sở đồ xưa chúng em. Đó, như một cặp này cơ sở giao được cho các bác giá là 40 triệu các bác nhé, 40 triệu một cây. Đó, 40 triệu một cây, hàng cực kỳ là to luôn, cao 2m7 ạ, chiều ngang là 1m46. Đó, và tiếp tục em sẽ vào trong đây để sẽ quay cho các bác thêm một số sản phẩm nữa. Và đây cơ sở đang có một bộ trường kỷ ngũ năm vân cầu, bộ này hàng cực kỳ dày dặn luôn, 12 món các bác nhé, 12 món, 4 ghế đơn, một băng dài 6 đôn và một bàn. Khung bản khung là 5 x 5 cm vuông. Đó, hàng cực kỳ là dày luôn. Đó, em sẽ quay cho bác được tổng thể hơn. Đó, đây là một chiếc mặt bàn có nhá, ốc thì bác khỏi chê được, cực kỳ đẹp luôn. Đó, em sẽ quay cho bác xem được thực tế hơn, chất liệu ốc thì đỏ, cực kỳ là đỏ luôn.
Đó. Ốc thì các bác khỏi chê đâu về cái bộ này. Cực kỳ là VIP luôn. Bộ 12 món. Như bộ này cơ sở ra đâu cho các bác giá là 165 triệu ạ. Đó. Hàng cực kỳ là dày luôn các bác nhá. Nô tựa nô là nền khối luôn. Các cái nô tựa chính này nền khối. Trương là trương liền. Đó, cả những ô vàng và những đường dây neo liền chì cực kỳ đẹp ạ. Đó, bàn tay này mà cực kỳ là dày luôn các bác nhá. Đó. Bộ này gồm 12 món. Cả tứ diện luôn ạ. Giá chỉ có 165 triệu. Cơ sở cũng thanh lý cho các bác luôn. Đó. Gồm có hai đôn kẹp này. Bác nào cần chi tiết thì cơ sở sẽ chụp hình được rõ nét hơn cho các bác cùng được tham khảo qua số Zalo. Hôm nay cơ sở sẽ chỉ quay tổng thể cho các bác một số sản phẩm hiện tại đang có thôi ạ. Và đây là mặt sau các bác nhá. Mặt sau này. Bộ này là gọi là cực kỳ là VIP luôn. Một cái không gian thì cực kỳ là rộng ở khoảng 3 mét rưỡi. Ngang 3 mét rưỡi, sau 3 mét rưỡi là kê là vừa. Bộ này cơ sở ra được cho các bác giá là 165 triệu. Bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác luôn. Bạn nào quan tâm liên hệ cơ sở em. Và đây cơ sở còn rất nhiều cái tranh các bác nhá. Tranh thuận buồm xuôi gió này, mã đáo này, vinh quy bái tổ này, đồng quê cơ sở đều có em đã đang dựng trong này. Giá chỉ có 18 triệu một bức ạ. Ốc cực kỳ đẹp luôn. Kích thước 27 x 107 cm. Và đây, cơ sở đang có một bộ bàn ăn. Đó, nó uy. Bộ này gồm có 9 món ạ, 8 ghế và một bàn. Đó, bàn là đường kính là 130 cm các bác nhá. Giữa cần cảnh là tùng hạc bách điểu, khung ngoài cần tứ quý. Và phần tượng ghế này. Tượng ghế là cần một cảnh cây cúc và cây mai. Đó, và chữ thọ ạ. Chân đục chạm dáng lâu uy. Kích thước ghế này, chiều ngang 50 và sâu 42, cao là 113 cm. Đằng sau mặt sau này, mặt sau đây các bác nhé. Mặt sau đục chạm là cá chép trong hồ sen. Đó, bộ này gồm có 9 món. Bộ này cơ sở giao lưu cho các bác là giá là 65 triệu ạ, 8 ghế và một bàn. Bạn nào quan tâm là muốn tìm hiểu chi tiết hơn liên hệ cơ sở em. Là một bộ trường kỳ Tam Sơn. Một bộ Tam Sơn này. Bộ này gồm có 5 món các bác nhá. Hiện tại đang một chiếc kẹp cái em đang để ra ngoài, em quên chưa cho vào trong này. Em chỉ quay sơ cho các bác thôi. Một bộ trường kỳ Tam Sơn. Bộ này có giá là 45 triệu các bác nhá. Bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác luôn. Giá là 45 triệu ạ. Mặt đá cẩm thạch và đục chạm tứ diện luôn, mặt trước như mặt sau, cơ sở cần cực kỳ là kỹ luôn ạ. Đó, mặt trước mặt sau các bác nhá. Giá 45 triệu. Bạn nào quan tâm hay muốn tìm hiểu chi tiết hơn thì liên hệ cơ sở em. Và em sẽ chụp hình thêm cho các bác ạ. Đó. Và đây trên đây em có một số chiếc khay nan. Chiếc khay nan này gỗ chắc các bác nhá, giá là 3 triệu 2. Nó được cẩn ngà, gỗ xưa và ốc xà cừ chất liệu là gỗ chắc và kết hợp với đồng. Và chiếc lục bình này giá là 3 triệu 2 luôn. Chiếc lục bình này giá 3 triệu 2, chất liệu là gốm sứ và được cẩn ốc các bác nhá, được cẩn ốc. Và đây em giới thiệu đến các bác một siêu phẩm luôn với một bộ trúc nam, bộ trúc nam gỗ cẩm nai và được cẩn ốc xà cừ. Bộ này gồm có 4 ghế đơn, 2 đôn và một bàn. Nó em đang để hơi lộn xộn đi ạ. Chất liệu gỗ cẩm nai và được cẩn ốc xà cừ đỏ lửa vàng chanh luôn. Để quay gần cho các bác được xem này. Ốc thì bác khỏi chê rồi, cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Ốc đỏ lửa vàng chanh. Khung ngoài cẩn tứ quý tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông ạ. Và các phần tượng ghế đây các bác nhá, ghế đục chạm này, đục chạm tay thủ công. Ốc thì các bác khỏi chê đâu, về cái bộ này cực kỳ là đẹp ạ. Ốc đỏ lửa vàng chanh luôn ạ. Đó, em chỉ quay sơ qua. Bạn nào cần chi tiết thì cơ sở sẽ chụp hình lại cũng như quay lại một đoạn video ngắn về tất cả các sản phẩm của ngày hôm nay. Và đồn này quá nhá, đồn này cực kỳ đẹp rồi. Bộ này em bao đẹp cho các bác nhá, từ chất liệu gỗ cho đến chất liệu cẩn ốc và khâu hoàn thiện cực kỳ đẳng cấp luôn. Đó, từ đường dây neo liền chi để cực kỳ đẹp ạ. Nó ốc cực kỳ là sáng luôn, ốc ngũ sắc bảy màu.
Bộ này cơ sở ra nơi cho các bác giá là 125 triệu các bác nhá. 125 triệu bao phí ship cho các bác luôn. Và đây cơ sở đang có một bộ tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai với chất liệu là gỗ trắc ta và được cẩn, gỗ xưa, đá cẩm thạch và ngà. Bộ này kích thước là chiều ngang 31, cao 105 cm. Bộ này gồm có 4 tấm các bác nhá, nguyên liệu độc chạm là nộp ạ. Bộ này cơ sở ra đâu cho các bác giá là 40 triệu ạ, bao phí ship cho các bác luôn. 40 triệu bộ tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai. Và bên đây cơ sở đang có một chiếc tủ áo này. Kích thước là ngang 176 ạ và cao là 215 cm và chiều sâu là 64 cm. Tủ này gồm có 3 buồng và 3 cánh luôn các bác nhá. Chất liệu đều là gỗ gụ ạ, hay còn gọi là khọ mặt, cựa mặt ạ. Trên này cần những giỏ hoa, giữa là cần cảnh ngũ phúc ạ. Bên dưới nữa là cần cảnh cây cúc và cảnh tứ bình cổ đồ, hung cần ô vàng và những đường dây leo lên chi ạ. Đó, cực kỳ nét luôn các bác nhá. Chiếc tủ áo đây cơ sở ra luôn cho các bác giá là 50 triệu ạ. Bao phí ship cho các bác ạ. 50 triệu các bác nhá. Ở đây cơ sở đang có một chiếc kệ cổng tivi, hoặc là kệ cổng chất liệu gỗ gụ và được cẩn ốc xà cừ. Bộ này kích thước ngang là 250 và chiều ngang là 300 cm và 3 mét ạ, và chiều cao là 250 cm. Đó, cao 2 mét rưỡi và ngang là 3 mét, sâu 38 cm. Đó, cực kỳ đẹp các bác nhé, chúng ta trưng bày đồ này. Và được kệ tivi ở giữa đây, chúng ta để kệ tivi này. Nó đang nắp và chưa nắp xong các bác nhé. Giữa không gian của vòng tròn này chúng ta để tivi. Đó, và phần dưới đây chúng ta để các đồ này và các phần giá đỡ kia thì chúng ta để trưng bày đồ sứ, đồ cổ. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Và tiếp tục cơ sở giới thiệu đến các bác về bộ nư hương. Chất liệu đồng các bác nhá, đồng cát tút cực kỳ đẹp ạ. Đó, bộ này gồm có 5 món ạ, nó cực kỳ đẹp các bác nhá. Như phần đỉnh trên này, nư hương trên này gồm 3 chữ là Phúc Lộc Thọ ạ, và đôi song long chầu mặt nguyệt phần trước ạ. Đó, cũng như là phần trên này một con nghê các bác nhá. Đó, nghê cực kỳ là đẹp luôn. Đó, nghề này cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Bộ này cơ sở ra lưu cho các bác giá là có 15 triệu một bộ, gồm có 5 món ạ. Đó, vần đôi hạc và đôi nến và đỉnh hương này cao là 60, hạc cao 62. Đó, và chân nến là cao là 56 cm. Đó, giá là 15 triệu các bác nhé, 15 triệu một cặp nư hương này, bộ nư hương 5 món ạ. Đó, cơ sở còn rất nhiều các bác nhé, như chanh này, tranh chữ này, tranh cha mẹ, tranh chữ phúc này, và bộ trường kỳ vai cuốn. Bộ này gồm có 5 món các bác nhá. Bộ này cơ sở ra luôn cho các bác giá chỉ có 75 triệu ạ. Đó, 75 triệu một bộ này. Cơ sở còn rất nhiều ạ, này mình đang quay cho các bác sơ qua thôi. Đây là chiếc bàn nghi thờ, chất liệu là gỗ vụ và cẩn ốc đỏ ạ. Singapore đỏ giá 35 triệu, cũng như là liễng này, cặp liễng này, hoành phi, câu đối, cơ sở đều có luôn các bác nhá. Các bác đã có nhu cầu về sản phẩm nào có thể liên hệ cơ sở em.